Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, và ngay bây giờ, một ca khúc đầu tiên trong khi chờ đợi phần tham gia đến từ phía quý vị. Cho phép mình chân xin phép được thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được gửi tới tất cả quý vị một ca khúc rất là quen thuộc, một ca khúc rất sôi động mang tên Một Thời Đã Xa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe, và chúng ta cũng trôi qua hết đi những ngày tháng đã qua, và ngày hôm nay chúng ta cũng đón nhận với những gì tốt đẹp nhất nha quý vị. Hãy subscribe.
yêu vừa qua là một ca khúc đầu tiên, một cái khúc rất là quen thuộc của nhạc sĩ Tâm Anh, cái khúc mang tên Một Thời Đàn Xa. Một lần nữa sau những cái khúc mà những người thực hiện chương trình của chúng tôi gửi tới tất cả quý vị, thì rất bao nhiêu vị khách chúng ta có mặt, quý vị chúng ta cũng sẽ đăng ký những ca khúc của mình nhé.